sốc khi Đoàn Văn Hậu đột ngột chia tay đội tuyển Việt Nam. Người hâm mộ bóng đá Việt Nam và huấn luyện viên Park vừa phải nhận một tin buồn khi Đoàn Văn Hậu vừa tái phát chấn thương ở đầu gối. Hậu vệ người Thái Bình bị đau sụn chêm và nhiều khả năng sẽ không thể góp mặt trong đợt tập trung của đội tuyển quốc gia vài ngày tới. Tuy nhiên, có thể huấn luyện viên Park vẫn sẽ gọi Đoàn Văn Hậu lên tuyển để kiểm tra mức độ chấn thương và đưa ra những phương án điều trị tốt nhất. Với chấn thương của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ này sẽ cần phải được theo dõi thêm. Sau đó, đội ngũ bác sĩ sẽ quyết định rằng hậu vệ 21 tuổi này có cần phải phẫu thuật hay không. Đoàn Văn Hậu luôn được xem là cầu thủ con cưng của huấn luyện viên Park Hang-seo. Vị huấn luyện viên người Hàn Quốc sẽ có lý do để lo lắng khi cầu thủ sinh năm 1999 tái phát chấn thương và không thể tập trung cùng đội tuyển. Trong khi đó, chiến dịch vòng loại World Cup 2022, khu vực châu Á đã đến gần khi đội tuyển Việt Nam sẽ có chuyến làm khách được dự báo là cực kỳ khó khăn trên sân của Malaysia vào cuối tháng 3. Việc liên tục dính chấn thương và không được ra sân thi đấu sẽ ảnh hưởng rất lớn đến phong độ của Đoàn Văn Hậu. Và có thể nói, năm 2020 là năm không may mắn đối với Đoàn Văn Hậu khi anh liên tục dính chấn thương. Kể từ khi trở về từ châu Âu vào hồi tháng 9, Văn Hậu cũng đã bị đau ở đầu gối khiến anh không thể thi đấu trong màu áo câu lạc bộ Hà Nội. Hậu vệ 21 tuổi phải ngồi ngoài nhìn các đồng đội thi đấu ở cúp quốc gia, cũng như giai đoạn 2 Vinengwit dù đã được huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm điền tên vào danh sách. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pi. Cả nhà đừng quên ấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới nhất và hot nhất về các video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.